cửa hàng to đẹp này mình vào mua máy tính đi anh. Không được đâu. Sao vậy? To thế này cơ mà. Đây cầm chó này. Em ơi, tao tụi wifi ở nhà hỏng rồi, cho em mua con mới đi. Em ơi, cho con chị con wifi là xịn xịn tí nhá. Đây chị ạ. Router wifi FlashSpeed 5. Em ơi, tư vấn đến con ghế nào tải trong 80 cân không? Được anh ơi. Cân 2 thoải mái, nhún thoải mái luôn. Ủa, anh tư vấn hai ghế hai người nhún nhảy làm chi vậy? Hay là... Vì em bé bằng hai người đó. Em ơi, tư vấn cho chị con máy nào ngon nhất ở cửa hàng này đi. À, chị là ngon nhất đấy. Em ơi, cho chị con cạt nào xịn xịn để chơi game nhá. Ở đây chúng tôi bán chứ không cho nhé. Em ơi, test đồ chị ở đâu ấy nhở? Không, thế để em dẫn chị đi test đồ chị luôn. Em phục vụ cho nó cẩn thận nhá, chị quen giám đốc của em đấy. Bạn ai đấy? Tôi quen bạn đâu. Quen đâu? Con máy này chị mua về sao không chơi được vậy? Cho chị gặp quản lý đi. Mà chị gặp ông ấy làm gì, ông ấy có cho chị chơi đâu. Em mời chị uống nước. Ở đây phục vụ tốt ghê, mời cả nước uống không? À vâng, nhìn chị thì biết ế, điện nước chắc cũng không đầy đủ. Máy tính này ngon không em? Ngon bám đi. Hà Nội có motor đang có chương trình khuyến mãi cực gắt mùa Giáng sinh, giảm giá 50% hoặc nhận phần quà đặc biệt khi mua đơn hàng trị giá trên 500.000. Chi tiết xem ở phần mô tả dưới video.